khi mùa thu tới số 21. Thùy Khánh thân chào quý vị thính giả thân mến của chuyên mục Khi mùa thu tới. Thật vui khi có thể tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả hôm nay, cũng như tiếp tục cùng những câu chuyện tuy thường nhật nhưng đầy thú vị này. Hôm nay Thùy Khánh xin gửi đến quý vị thính giả câu chuyện của bà Hoa. Con gái của bà Hoa vì không thể về nhà thăm mẹ nên ngỏ ý mời bà sang Mỹ du lịch một chuyến. Ở Mỹ, bà Hoa được tìm hiểu phong cách sống của người Việt và được chứng kiến những điều khác biệt với những tin tức mà bà đọc trên TV. Sau đó, bà viết thư gửi về cho mấy người bạn ở chung cư. Nhân lúc hôm nay bánh được bán hết sớm, bà Tư tranh thủ sang nhà bà Tám hội họp với mọi người, nấu một chút đồ ăn và cùng nhau đọc thư mà bà Hoa viết về cho mọi người. Bà Hoa có một cô con gái rất giỏi, cũng đi theo ngành biên tập giống như mẹ. Sau thời gian làm việc chăm chỉ và đạt được thành tích tốt nên được công ty cử đi nước ngoài công tác. Cô sang đó mấy năm thì quen một anh Việt Kiều ở đó, rồi cưới nhau và quyết định định cư ở Mỹ. Thời gian đầu cô ngỏ ý đón bà Hoa sang ở cùng, nhưng bà Hoa lại không thích. Bà nói mình thích không khí nhiệt tình và nhộn nhịp ở Việt Nam. Bà Hoa hay kể lại cho mấy chị em trong chung cư là trong những lần đi Mỹ trước, bà đã nhận ra họ sống rất biệt lập. Người dân tuy có ý thức nhưng lại quá khách sáo, nên đôi lúc bà cảm thấy họ có chút lạnh nhạt. Lần này, vì kỳ nghỉ hè đã tới nhưng con gái bà Hoa có một dự án quan trọng nên không thể sắp xếp về Việt Nam được. Vì thế cô quyết định đón mẹ sang chơi. Tính cách của bà Hoa có chút khác biệt với đại đa số. Bà rất sành điệu và giỏi công nghệ hay mấy món đồ điện tử. Nhưng mỗi khi đi xa, bà lại thích viết thư về cho mọi người. Bà luôn cảm thấy đọc lá thư từ phương xa do người quen gửi về vẫn có một cảm giác gì đó đặc biệt hơn là gọi điện trực tiếp. Thời đại này, nhận thư cũng không phiền phức như xưa. Thời gian thư gửi về Việt Nam tuy vẫn có chút gián đoạn vì dịch bệnh ở Mỹ, vẫn còn đang căng thẳng, nhưng vẫn rất nhanh. Trong bức thư của bà Hoa còn kèm theo rất nhiều tấm ảnh mà bà chụp ở Mỹ để mọi người cùng xem. Không hổ, từng là biên tập viên tạp chí thời trang nổi tiếng, bà Hoa chụp ảnh rất đẹp. Bà Tư, bà Tám và bà Tú đều cảm thấy những bức ảnh này mang một phong cách riêng, không thể lẫn đi đâu được. Bà Tú là người tiếp xúc với giấy tờ nên bà đọc chữ tương đối tốt. Bà Tư, bà Tám liền đề cử bà đọc cho họ nghe. Khi bà Tú cất giọng thì hai người còn lại chú ý ngay lập tức. Thân gửi mọi người, đầu tiên xin hỏi thăm sức khỏe của các anh các chị em ở chung cư. Mọi người có nhớ Hoa không? Bà Tư và bà Tám nghe tới đây thì bật cười. Bà Hoa vẫn luôn tràn đầy sức sống như thế. Cười xong, họ lại yên lặng để nghe bà Tú đọc. Giọng bà Tú rất yên bình. Nghe bà đọc, họ thậm chí có thể tưởng tượng ra một nước Mỹ xinh đẹp đang hiện ra trước mắt. Hoa đang ở Washington và ở rất gần Canada. Nhưng vì mùa thu chưa tới nên không chụp ảnh lá phong để gửi cho mọi người xem được. Mùa hè ở Mỹ cũng nóng lắm. Hoa cảm thấy nó còn khó chịu hơn mùa hè ở Việt Nam. Con gái của Hoa vừa mới chuyển sang một quận khác với quận lúc trước mà Hoa từng sang thăm. Nên mấy hôm nay con bé chở Hoa đi khắp nơi để tham quan. Giờ Hoa mới có thời gian để viết thư gửi cho mọi người. Ở quận mới này, cách chợ người Việt của mình gần hơn quận lúc trước. Hôm mà Hoa đi, có lẽ do vẫn còn đang ảnh hưởng của dịch bệnh nên cũng không quá đông. Nhưng mà nghe thấy tiếng Việt ở nước ngoài khiến cho Hoa cảm thấy rất vui. Con gái của Hoa cũng chở Hoa đi thăm một ngôi chùa mới được khánh thành ở đây. Hoa có chụp ảnh để mọi người xem đấy. Hoa cảm thấy nó khá lớn nên chắc là xây lâu lắm. Nếu có dịp thì khi xây xong, chắc Hoa sẽ trở lại đây để dâng hương. Lúc đi ngang qua công viên ngay trung tâm thành phố, Hoa thấy cũng không có quá nhiều người dù đang là cuối tuần. Đến đây rồi mới thấy dịch bệnh lần này ảnh hưởng nặng nhiều đến như thế nào. Hoa cảm thấy thật may mắn khi chúng ta đã vượt qua đại dịch lần này. Hoa cũng hỏi con gái về chính sách dành cho người lớn tuổi ở đây. Thường thì tới 65 tuổi mới đủ tuổi để nhận trợ cấp chính phủ. Nhưng nếu như người già có bệnh nền thì có thể làm đơn và chờ xét duyệt. Mặc dù thời gian chờ sẽ hơi lâu, mọi người ở đây không có thói quen gửi con cháu cho ông bà giữ hộ giống như ở Việt Nam mình, nên họ có nhiều thời gian dành cho cuộc sống. Nhưng Hoa vẫn cảm thấy ông bà được ở gần con cháu như ở Việt Nam mình cũng là một kiểu giữ gìn mối liên kết tình cảm gia đình, cái nào cũng có điểm tốt riêng cả. Có lẽ vì cuộc sống đề cao sự riêng tư nên không có những hình ảnh cùng nhau tập thể dục buổi sáng như ở Việt Nam chúng ta. Nhưng ở đây, họ cũng chú trọng việc rèn luyện sức khỏe lắm mọi người ạ.
Con gái của Hoa giới thiệu cho Hoa một câu lạc bộ đạp xe leo núi dành cho người cao tuổi. Mọi người đều rất chăm chỉ hoạt động. Họ còn mời Hoa tham gia vào cuối tuần này nữa. Đột nhiên, Hoa lại nhớ buổi sáng ở Việt Nam cùng nhau tập tành với mọi người ghê. Có lẽ sau khi về Việt Nam, Hoa sẽ nhờ anh Bình tổ chức một buổi đạp xe như thế này, chắc là sẽ vui lắm đấy. Hôm qua, Hoa nhờ con gái dẫn đi tham quan bảo tàng, nhưng con bé bảo do còn đang hạn chế nên những dịch vụ này chưa được mở cửa rộng rãi. Nếu muốn đi thì phải đặt lịch trước. Hoa có hơi tiếc một chút, nhưng rồi đổi ý muốn đến thăm viện dưỡng lão ở Mỹ như thế nào. Hoa có mua chút quà để làm quà tặng mọi người, vì Hoa luôn nghĩ những người ở viện dưỡng lão sẽ rất cô đơn nên muốn làm họ vui vẻ một chút. Nhưng khi đến nơi, Hoa mới thấy mọi người ở đây vẫn khá ổn với việc đó. Hầu hết mọi người đều tự chọn đến đây, chứ không như những gì mà Hoa nghĩ. Vì lâu rồi không sử dụng tiếng Anh nên Hoa không nghe hiểu hết được những gì mà họ đang nói. Nhưng Hoa cảm thấy được rằng họ rất chào đón Hoa nên khiến cho Hoa cảm thấy rất là mãn nguyện. Có điều tiếng Anh của mọi người thì nói quá nhanh. Cuối tuần này và cả tuần sau, có lẽ Hoa sẽ khá bận rộn với những buổi hội họp trong các câu lạc bộ ở đây nên sẽ không viết thư thường xuyên để gửi cho mọi người được. Hoa hứa khi trở về sẽ mang những bức ảnh thật đẹp để tặng mọi người làm kỷ niệm. Thật sự mong sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau đi du lịch để có những kỷ niệm với nhau, chứ không phải là qua lời kể như thế này nữa. Cuối cùng thì Hoa chợt nhớ ra chậu hoàng lan trong nhà chưa kịp đem gửi cho chị Tú nên chắc là héo queo rồi. Mọi người nhớ dành chút thời gian qua tới giúp Hoa với nhé. Cảm ơn và tạm biệt mọi người. Đọc xong dòng cuối cùng, bà Tú khẽ cười, đẩy đẩy mắt kính. May mà trước khi đi, bà Hoa gửi chìa khóa cho bà, nên thỉnh thoảng bà sẽ ghé sang kiểm tra xem có gì lạ hay không. Cũng nhờ vậy mới phát hiện ra chậu hoàng lan rồi đem về nhà chăm sóc. Nếu không đợi tới ngày nhận lá thư này thì có lẽ chậu hoa cũng chết mất rồi. Bà Tư và bà Tú nghe xong cũng cảm thán về sự khác biệt của hai đất nước rồi bàn tán đôi chút về chuyện này. Sau khi đọc lá thư xong, họ mới dọn bữa tối lên để cùng nhau ăn uống. Có lẽ so với một nơi hiện đại và nhịp sống nhanh như ở Mỹ thì họ không phù hợp. Họ vẫn thích cách sống mộc mạc nhiều thế hệ sum họp như thế này hơn. Lớn tuổi rồi, đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn. Có người thân ở bên cạnh để trải qua những năm tháng còn lại là một lựa chọn rất tốt. Chọn sống một mình để tận hưởng là lựa chọn, mà sống cùng với người thân cũng là một lựa chọn, không có gì sai trái cả. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là phần 21 của series truyện dài kỳ Khi mùa thu tới, được viết bởi Midori Kumo qua giọng kể của Thùy Khánh. Còn mỗi chuyến đi thì chúng ta sẽ có một trải nghiệm mới và nhận ra được những thứ thật sự quan trọng với mình. Vì thế câu nói đi để trở về là một trong những câu mà Thùy Khánh rất là yêu thích. Thùy Khánh chúc quý vị thính giả sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các kỳ tiếp theo. Thank you.